Chào anh em đã quay lại với kênh tin tức ngày hôm nay. Tin tức về bóng đá, PSG rao bán Mbappe. Nguồn tin từ báo VN thì nghi ngờ Kylian Mbappe ngâm thỏa thuận với Real. PSG đã loại tiền đạo 24 tuổi khỏi danh sách du đấu châu Á và rao bán từ ngày hôm nay. Quyết định này đồng nghĩa với việc Mbappe không tham gia các trận giao hữu tại Nhật Bản và Hàn Quốc cùng với huấn luyện viên Luis Enrique và đồng đội. PSG tin rằng Mbappe đã ngầm thỏa thuận các điều khoản cá nhân để gia nhập Real hè 2024. Đội chủ sân Paris Saint-Germain cảm thấy bị phản bội nên quyết tâm bán tiền đạo 24 tuổi ngay lập tức bằng mọi giá. Không cầu thủ nào lớn hơn câu lạc bộ, một tuyên bố. Và trước đó, đội bóng thành Paris muốn Mbappe giải thích về dự định của anh khi trở lại tập luyện, nhưng sau hạn chót ngày 15 tháng 7, không có động thái nào từ tuyển thủ Pháp này. Và theo Sky Sports thì PSG sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị cho Mbappe và sẽ bán cho câu lạc bộ nào ra giá cao hơn. Nguồn tin bên trong câu lạc bộ tiết lộ họ đã hết hy vọng với cầu thủ từng được xem là không thể đụng đến được. Và giờ đây, tương lai của Mbappe chỉ đơn thuần là vấn đề về kinh doanh, không còn tình cảm giữa đôi bên cả. PSG không quan tâm Mbappe sẽ đi đâu, họ sẽ vui vẻ bán Mbappe cho Real hay là bất kỳ ai chịu trả tiền. Nguồn tin tiết lộ họ cũng không gặp vấn đề gì nếu các câu lạc bộ Al Sadi liên hệ, và PSG đã nhận nhiều đề nghị cho Mbappe từ trước khi quyết định bán anh. Và chủ tịch PSG Nesi Al-Khelaifi đã chịu sức ép và chỉ trích rằng quá nung chiều các ngôi sao như là Mbappe hay là Neymar. Nhưng sau những thất bại liên tiếp ở Champions League, ông quyết định thay đổi vì tương lai câu lạc bộ. Hành động này được hoan nghênh bởi phần lớn nhân viên của PSG. Vào tháng trước, Mbappe thông báo không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với PSG đến năm 2025, đồng nghĩa anh có quyền tự do ra đi vào hè 2024, đáp lại PSG yêu cầu tiền đạo 24 tuổi gia hạn hoặc là phải tìm câu lạc bộ mới trong hè này. Tuy nhiên, Mbappe nói anh sẽ sẵn sàng ở lại và phục vụ đội chủ sân Paris Saint-Germain mùa tới, và truyền thông châu Âu cho rằng Mbappe muốn ở lại PSG đến năm 2024 chỉ vì tiền mà thôi. Và theo hợp đồng này đã ký trước đó thì tiền đạo 24 tuổi nhận 128 triệu đô la tiền lương và thưởng nếu tiếp tục phục vụ cho câu lạc bộ trong khoảng thời gian này. Mbappe là vua phá lưới Ligue 1 năm mùa giải nhất và được xem là biểu tượng của giải đấu này. Tuy nhiên, tiền đạo 24 tuổi đã tỏ ra không hài lòng với thành tích của PSG và đội bóng được đầu tư nhiều nhưng chưa thể vươn tầm vô địch Champions League, và anh đã hai lần sút rời nước Pháp và với mong muốn đầu quân cho Real Madrid, nhưng sau này đều thay đổi ý định. Và đó là thông tin ngày 22 tháng 7. Ông nào muốn mua Mbappe về thì mau chích tiền đi nha, mà chắc cũng phải chích hơn PSG, mà hiện giờ PSG thì cũng bỏ tiền rất là cao để thuê cho Mbappe. Ông nào bỏ tiền hơn PSG chắc chắn Mbappe sẽ về, vì tôi nghĩ tính cách của Mbappe thì nó không khó sống trong tình cảm đâu. Đó, như Messi còn sống vì câu lạc bộ, còn anh mong này thì chắc còn trẻ nên còn muốn với nhiều cớ đó. Và nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ comment và đừng quên ấn đăng ký vào chung. Và nếu anh em thấy hôm nay tôi làm video về bóng đá hay thì để comment, tôi sẽ làm liên tục series về bóng đá, vì PSG hay là Messi hay là CR7 hay là Neymar, hay để comment dưới video. Tạm biệt các anh em.